Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Rồi, hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn list tướng mạnh nhất của hệ người mang ánh sáng và những con tướng nào thì các bạn nên lên ấn, những con tướng nào thì các bạn nên lên xích 30 và những con tướng nào thì các bạn nên lên nội thất độc quyền, hoặc là những con tướng nào các bạn nên lên xích 10, xích 20. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói tới top những con tướng có hệ người mang ánh sáng mà được sử dụng nhiều nhất mà các bạn tập trung đầu tư, cần đầu tư ngay từ đầu. Đó là cái con đầu tiên phải kể tới là con siêu boss Scarlet. Thứ hai là siêu support cộng tăng cơ Rowan. Thứ ba là Rosa. Những con này thì dùng rất nhiều và rất đa dụng, các bạn đi map rồi đi đánh boss xài rất là nhiều, leo tháp đâu nữa. Là những con mà cần sử dụng sớm từ đầu, nói chung từ đầu mà bạn đã có Scarlet này, bạn có Rosa, bạn có Rowan thì cái việc bạn leo map nó cũng rất dễ các bạn. Team này thì leo map rất mạnh rồi. Bên cạnh đó thì nếu mà các bạn chơi từ đầu thì các bạn có thể kẹp thêm con Lucius hoặc là con Henry, một trong hai con tăng của hệ người ánh sáng, cùng với đó là con Ren support. Ren thì dùng để đánh boss nữa nên rất là cần. Rồi mình sẽ nói tới cái vị tướng mà quan trọng nhất của người mang ánh sáng, đó là cái con Scarlet nha các bạn. Rồi, vị tướng quan trọng nhất của người mang ánh sáng Scarlet thì chúng ta cần lên gì cho con tướng này? Ok, xích 30, full nội thất độc quyền 9 món và cả ấn 60 là điều kiện cần thiết để phát huy sức mạnh của con này. Đó. Còn đối với Rowan thì sao? Ok, Rowan thì các bạn cũng lên giúp mình full xích 30, nội thất độc quyền thì các bạn không có ưu tiên. Khi nào mà chúng ta dư giả thì chúng ta lên sau, tại nội thất độc quyền con này không quá mạnh. So với nhiều hệ khác thì nội thất độc quyền của con Rowan không mạnh, do đó các bạn dư thì bạn lên sau. Rồi, kế tiếp thì đến con Rosa. Rosa xích 30 cần thiết không các bạn? Ok, cái này thì gia tăng thêm sát thương, nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có điều kiện thì tầm xích 20 là đủ dùng rồi nha. Nội thất độc quyền cũng vậy, nội thất độc quyền của Rosa thì nó sẽ gia tăng đam phụ cho con tướng này bằng cách là nó sẽ gọi ra thêm một cái đĩa nữa các bạn. Nội thất độc quyền của Rosa thì nó gọi thêm một cái bình trà đó ném vào cái địch thôi. Nó sẽ gia tăng thêm CC và gia tăng thêm sát thương. Do đó nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta lên xích 20 là chúng ta chơi được rồi. Sau này khi mà các bạn đã dư tài nguyên lên những con khác thì chúng ta có thể cho nội thất của Rosa với lại Rowan vào để chúng ta lấy. Rồi, trên đó là một trong hai con quan trọng nhất. Kế tiếp là Lucius. Lucius thì các bạn nếu được thì các bạn lên xích tầm 20, không thì xích 10 được, các bạn không cần up nội thất độc quyền, cũng không cần up ấn luôn, vậy là chơi được. Đối với Ren thì sao các bạn? Ren thì chỉ cần xích 20 và 3 món nội thất độc quyền là dùng được rồi nha. Ở đây thì dư giả thì chúng ta up lên để gia tăng thêm sát thương cái đam boss thôi. Ren các bạn lưu ý nha, xích 20 và 3 món nội thất độc quyền là đủ dùng. Rồi, như vậy là mình vừa nói tới bộ 5 Scarlet, Rowan, Rosa, Lucy với lại Ren. Rồi, giờ mình sẽ nói tiếp đến cái con carry thứ hai của hệ người mang ánh sáng. Đối với hệ người mang ánh sáng thì có con carry thứ hai là Wyness. Wyness thì yêu cầu các bạn phải lên xích 30, tối thiểu là 3 món nội thất độc quyền. Ấn thì không cần cũng được các bạn, tại nhiều con lên ấn xịn hơn con này, chúng ta không cần ưu tiên. Đó, các bạn lên như của mình là được. Với xích 30 thì nó sẽ bắn tên ra tốt hơn, cùng với 3 món nội thất độc quyền thì mũi tên đầu tiên nó sẽ bao gồm cả mũi tên lửa và mũi tên tên xét, các bạn nó sẽ gây thêm sát thương và gây choáng kia địch. Còn đối với full 9 món nội thất độc quyền thì khi mà Scarlet khi mà Wyness bắn tiêu diệt được mục tiêu thì mũi tên tiếp theo mà nó tiêu diệt được mục tiêu nó sẽ là gây cộng cả mũi tên lửa và mũi tên băng các bạn. Nếu mà nó là full nội thất độc quyền thì khi mà mỗi lần tiêu diệt mục tiêu thì mũi tên tiếp theo sẽ nó bắn kèm hai mũi tên kia, gia tăng hơn sát thương. Thật sự nếu mà các bạn dư tài nguyên thì các bạn có thể lên, và cái việc lên mình lưu ý nha, cái việc lên full nội thất độc quyền của Wyness thì các bạn ưu tiên hơn cái việc lên full nội thất độc quyền của Rosa với lại Rowan. Bạn lưu ý nha, Wyness thì chúng ta sẽ ưu tiên lên hơn để gia tăng sức mạnh khi các bạn dùng để leo map. Rồi, ấn thì khỏi cần. Giờ mình sẽ nói tới vị trí những con khác, ví dụ như Henrik hoặc là Fokker. Mấy con này thì tầm xích 10 là đủ dùng rồi, các bạn không cần up nội thất độc quyền. Những con này thì dùng để leo tháp thôi, chứ còn ra ứng dụng mấy chỗ khác thì rất ít. Lâu lâu thì leo map thì dùng Fokker để nhốt cái địch lại. Giống như mình vừa làm video về ải 41.60 á, có dùng con Fokker để nhốt lại. Rồi, kế tiếp mình sẽ nói tới hai con tướng cực kỳ quan trọng của hệ người mang ánh sáng, đó là Henrik với lại Ceci. Cái con Henrik Edge này nó thì tác dụng nó là boost dam các bạn.
Bút đam thì các bạn chỉ cần lên sheet 20 và 3 món nội thất độc quyền là đủ dùng. Sexy các bạn lên sheet 10 hoặc sheet 30, 3 món nội thất độc quyền là đủ dùng. Con này là để ôm bot. Cái con sexy là dùng để nhảy vào ôm bot một số trường hợp các bạn, một số trường hợp cần nhảy vào để giảm đam gây ra từ bot thôi. Còn con Estrid này thì rất hay dùng để bút đam cho team. 3 món nội thất độc quyền sheet 20 là đủ dùng nha. Rồi, ngoài ra chúng ta còn một số thành viên khác mà không có góp mặt trong đây, ví dụ Belinda. Belinda không dùng thì các bạn không lên cũng được. Còn ai lên, nếu mà đã lên Belinda, nhiều người thích chơi để dùng để đánh boss thì lên luôn sheet 30 và full nội thất độc quyền. Còn nếu mà chúng ta không dùng để đam boss thì không lên, thì chúng ta không cần lên luôn cũng được các bạn. Đi map là đi tháp là ít dùng con này lắm. Đó, nếu mà các bạn nào mà dùng để đánh boss thì chúng ta có thể lên full sheet 30, full nội thất độc quyền, còn không thì các bạn khỏi cần lên luôn. Illu thì sao các bạn? Con này là boost king rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì dùng để leo map, leo tháp các bạn. Dùng để leo tháp thì đâu đó thì chúng ta chỉ cần sheet 10, sheet 20 là đủ dùng rồi. Kể cả con bad game cũng vậy, sheet 10, sheet 20 đủ dùng. Rippy thì mình không lên, không dùng nha. Rất ít dùng. Moro, quả đen thì sheet 10, sheet 20 dùng để leo map tàn tàn được rồi các bạn. Tại vì cơ bản thì carry của team người mà ánh sáng thì chúng ta đã xác định là Scarlet và Wynette rồi. Nên những con này thì không cần thiết để lên, kể cả Legend Never Die, con này tên gì mình cũng quên luôn, Walker và Oscar, các bạn cũng có thể không cần lên cũng được. Rồi, cái content thì sao các bạn? Có một bạn inbox hỏi mình thì cái content này thì chúng ta sẽ up như thế nào, có cần phải lên không sau khi bạn đã có con Awakened Ten, đó là content thức tỉnh rồi. Nếu bạn đã có con Awakened Ten thì cái con này thì bạn không cần lên, thậm chí con Gwinnett các bạn cũng khỏi lên luôn cũng được. Bạn sẽ có hai con carry để leo leo tháp người ma ánh sáng rồi, các bạn không cần lên luôn cả con ma nữ luôn. Rồi còn nếu mà bạn không có con ở qua kinh ten thì các bạn đã hướng tới lên con này. Lên con này, nếu các bạn chơi ten thì các bạn phải chơi sheet 30 và full nội thất độc quyền thì nó mới có tác dụng nha. Dùng để đi đi tháp thôi, nhưng mà các bạn lên con này để đi tháp thì khá phí. Nếu mà chúng ta có tài nguyên, chúng ta lên con ten thức tỉnh này nè, dùng để đi tháp thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc các bạn lên con ten bình thường này nha. Rồi, sorry các bạn, còn một vị tướng nó xém mình sót, đó là con Sonya, kỳ ca trị thế giới ngầm. Thì cái con này hiện tại thì mình chưa lên, mình chưa đánh giá được nhiều, nhưng mình đánh giá nó khá là mạnh các bạn. Và để phát huy được sức mạnh của con này thì yêu cầu chúng ta phải full nội thất độc quyền và sheet 30, phải full nha các bạn. Còn nếu mà chúng ta lên nửa vời thì nó không phát huy được sức mạnh con này thì cũng không bao nhiêu cả. Do đó thì các bạn cân nhắc cái lượng tài nguyên của các bạn đầu tư. Tại vì cơ bản thì như mình đã nói á, với hai team như này thì chúng ta đã đủ sức mạnh để leo tháp rồi. Những cái dàn tướng mà các bạn xây khúc trên thì cái việc bạn đầu tư vào full cái con Sonya thì có lẽ là nó hơi phí, các bạn nên dồn tài nguyên sang một số hệ khác. Còn nếu mà bạn nào đặc biệt yêu thích hệ người ma ánh sáng thì có thể lên. Rồi, mình sẽ điều chỉnh một xí để đi qua cái chương này. Cái ải này mình sẽ cho cái con Điều tù Henrys, đội cổ vật của Henrys luôn các bạn. Rồi, phải liệm, ok rồi. Tù. Rồi chúng ta sẽ thử nha. Ở đây thì cái con Numisu nó là đại kình địch của con Wynette rồi các bạn. Chơi nó cắm cặp là Wynette sẽ bắn nó sau lưng là phế luôn các bạn. Mà không sao, được rồi, chúng ta đã win ha. Nếu mà đối đầu với lại con mình thường thấy đối đầu với con Flora mà các bạn dùng team người ma ánh sáng á, thì chúng ta sẽ đối đầu bằng cách đó, chúng ta sẽ tiêu diệt cái địch càng nhanh càng tốt. Và để tiêu diệt cái địch càng nhanh càng tốt thì yêu cầu các bạn phải dùng con Scarlet. Bạn thả này vô cho nó thả vài quả bom là team địch chết. Chết hết là tới lượt team mình làm gỏi team địch nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho Rowan là Henrik qua. Tăng. Con Ren đã boost, Ceci đã bay vào ôm cũng được các bạn. Bỏ Ceci ra. Mình sẽ cho một con boost king đi. Rồi, Scarlet vậy là ổn rồi nha. Cái tiếp là team này, cho bằng hầu đi lên, con Aegis Fulker, cho CC vào bay up. Rồi mình sẽ thử team này trước, tại vì con Laura hơi khó.
Thật sự thì nhiều bạn đi cái này thì bạn không có dùng con Elo mà bạn dùng con Ten các bạn, con Athen để bay vào team địch. Nhưng mình không có thì mình sẽ phải đổi. Tại việc đánh đổi này thì nó không có tối ưu được sức mạnh của team nên nó hơi khó đi. Được không các bạn? Chết kìa. Chết 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 chết. Rồi, qua rồi đó các bạn. Còn mình Rowan còn đúng xí máu, mang tí nữa là hẹo rồi. Thì nếu mà khó khăn quá thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là trên lực chiến càng nhiều, sau đó chúng ta đi sâu các bạn. Chứ tháp thì cũng hơi khó đi, có con Athen thì chúng ta gánh được, cũng không thì hơi khó ha. Rồi, và vừa rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn, cập nhật cho bạn những con tướng mạnh của hệ người mang ánh sáng, và các bạn nên up xích 30 nội thất độc quyền và ấn cho những con nào của cái hệ này, những con nào đáng đầu tư và những con nào không đáng đầu tư, thì một lần nữa thì mình sẽ nói lại cho các bạn nha. À, đầu tiên cái con đáng đầu tư nhất của hệ người mang ánh sáng chắc chắn rồi, Scarlet. Thứ hai là Rowan, Rosa, Ren, và chúng ta lấy một con Lucius cho giai đoạn đầu game, giai đoạn sau này thì chúng ta dùng để map không nha. Rồi, ở đây thì mình không nói tới con Athen nha các bạn, con Athen này chắc chắn nó mạnh rồi, nó mạnh hơn hẳn con Scarlet luôn các bạn. Nó kể đi map đồ đi đồ nó cũng ưu tím ơ thế rất là nhiều, nhưng mà việc kiếm con này quá khó ha. Còn Athen thì các bạn chơi thì các bạn lên xích 30 full nội thất độc quyền và ấn 80 chắc chắn rồi, được thì lên luôn 100 xích xích 40 luôn cho ngầu của bạn. Đó, Athen thì mình bỏ qua thì nó quá mạnh rồi. Rồi, kế tiếp thì chúng ta có tới con Etrix, Ceci, Ren. Thì ở đây thì những con cần xích 30 nè, mình nhắc lại xích 30 thì chúng ta có Scarlet, có Rowan, có Rosa, có Wynette, tầm đó được rồi bạn. Full nội thất độc quyền, 9 món thì chúng ta có Scarlet, có Wynette, có Rosa, và Rosa với lại Rowan luôn các bạn, Ren. Nhưng mà ở đây thì quan trọng nhất đó là 9 món của Scarlet với lại Wynette thì 3 món thể dùng được rồi. Còn Rosa, Ren với lại Rowan khi nào dư giả thì chúng ta mới từ từ lên sau, chứ không cần full nội thất độc quyền nha các bạn. Rồi, về 3 món nội thất độc quyền ở đây chúng ta cần ưu tiên lên cho Ceci với lại Etrix để boost các bạn, để boost. Rồi, ngoài ra thì những con khác thì không cần nội thất, chúng ta chỉ cho tầm khoảng xích 10, xích 20, tàng tàng lên map là đủ nha. Đây là tổng quan về hệ người mang ánh sáng cơ bản. Thì từ khi cái con Scarlet nó ra mắt á, thì cái hệ này các bạn mới thấy cái điểm sáng một tí. Chứ thật sự nếu mà các bạn cứ view sơ đội hình này không có con Scarlet thì cái hệ người mang ánh sáng này đúng là cái hệ phế vật luôn các bạn. Chả đóng góp được gì nhiều cho game. Quá phế luôn bạn ha, không có con Scarlet thì gần như chả đóng góp được gì. Ngoài trừ hai con sụp ba con sụp bột thần thánh chúng ta hay dùng nhất đó là Rosa, Rowan với lại Ren, ngoài ra thì cái hệ này chả đóng góp được gì. Hiện tại thì khá khá hơn tí, có thêm em Athen nữa, qua cần Athen thì cái hệ này nó đã thể hiện sự sức mạnh nổi trội của mình hơn xíu các bạn. Scarlet cộng với Athen là quá mạnh rồi. Rồi, và mình sẽ tiếp tục làm tới hệ thú nè, hệ rừng với lại hệ xác cho các bạn nha. Mời các bạn đón xem trên kênh của mình. Và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.